Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện học. tải ngay Cô xin chào các bạn học sinh yêu quý Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sang chương 3 quang học Vậy ở trong phần này, này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các hiện tượng liên quan tới ánh sáng đó. Vậy thì các hiện tượng liên quan tới ánh sáng nó sẽ bao gồm những hiện tượng gì thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì này và uh, cái đường truyền của ánh sáng khi mà đi qua các thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ và chúng ta tìm hiểu về các tật của mắt và cái cách khắc phục các cái tật đó và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về uh, các những cái dụng cụ hỗ trợ Uh, mắt của chúng ta ví dụ như là kính lúp này và chúng ta sẽ uh, tìm hiểu thêm về cái hiện tượng phân tích ánh sáng trắng đó. Vậy thì các bạn thấy rằng là các cái hiện tượng ở trong chương 3 này đưa ra đều liên quan tới ánh sáng nên là nó có tên là chương quang học đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về vào các cái nội dung bài học này nhé Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài đầu tiên đó chính là bài 40 hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vậy các bạn quan sát cho cô cái tình huống mà đầu bài đưa ra này Đặt mắt nhìn dọc theo một chiếc đũa thẳng từ đầu trên Tức là chúng ta sẽ phải đặt mắt vào ở chỗ đầu trên này của đũa này Thì ta sẽ không nhìn thấy cái đầu dưới của đũa Đó, các bạn nhìn thấy à Đó, các bạn đã biết ở lớp 7 là ánh sáng thì truyền theo đường thẳng đúng không nào Vậy thì khi chúng ta nhìn ở đầu đũa này Thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái đầu dưới của đũa nhưng nếu như chúng ta giữ nguyên cái vị trí đặt mắt đó, chúng ta đổ nước vào bát như ở hình 40.1b này thì liệu chúng ta có nhìn thấy đầu dưới của đũa hay không? Đó. và cái phần thí nghiệm này nó cực kỳ đơn giản thôi à, các bạn có thể được quan sát ở trên lớp hoặc là tự chúng ta làm ở nhà đó chúng ta chỉ cần lấy một cái bát và một chiếc đũa đầu tiên chúng ta quan sát cho cô khi mà chưa đổ nước thì chúng ta sẽ nhìn ở đầu phần đầu này chúng ta sẽ không thấy đầu dưới của đũa nhưng khi đổ nước tới một uh, một mức nước nào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy cái đầu dưới của đũa đó vậy thì cái hiện tượng này xảy ra người ta gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng hoặc là uh, không cần thử nghiệm với đũa mà các bạn có thể để một vật gì đó để một cái uh, ổ khóa nhỏ hoặc là một cái chìa khóa hoặc là một đồng xu đó thì khi mà các bạn để ở uh, để cái vật đó ở trong chiếc bát ấy, chưa có gì thì các bạn uh, nhìn cho cô ở một điểm mà các bạn không nhìn thấy không nhìn thấy vật đó nó các bạn uh, đứng uh, uh, các bạn đứng này sao cho song song với cái, với cái mép đi với cái mép bát này đi đó thì các bạn sẽ không nhìn thấy uh, thấy vật ở bên trong bát đúng không ạ không nhìn thấy vật ở bên trong lòng bát nhưng uh, các bạn đổ nước vào cho cô đó mắt các bạn vẫn để ở song song với với cái thành bát này cho cô thì các bạn đổ nước vào tới một mức nước nào đó các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của chiếc khóa ở bên trong bát hoặc chiếc đồng xu hoặc bất kỳ một vật nào của các bạn ở bên trong mắt đó thì cái hiện tượng xảy ra đó cũng chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng đó vậy thì chúng ta có rất nhiều những cái thí nghiệm thể hiện được cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng bằng những cái dụng cụ rất là đơn giản thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu tại sao lại xảy ra cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng này nhé chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 15 la mã đó chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng ở phần này chúng ta có phần một nhỏ là hãy quan sát hình 40.2 và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng. Đây, vậy thì cô sẽ mở sang hình 40.2 này. Đó, các bạn quan sát nào cô. Các bạn quan sát hình 40.2 này, cô đã zoom to lên để cho các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy này. Thì người ta yêu cầu chúng ta là đó, quan sát và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng IA đó là từ s đến y trong không khí ý b là từ y đến k trong nước và ý c và từ S đến mặt phần đến mặt phân cách rồi đến K đó rồi vậy bây giờ ta chúng ta sẽ cùng nhau quan sát ở trên hình vẽ này cho cô này các bạn thấy rằng cái môi trường ở phía trên này này nó là môi trường không khí còn môi trường ở phía dưới này này nó là môi trường nước nó vậy thì giữa không khí và nước thì nó sẽ có mặt phân cách được chưa nào rồi nha thế bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là hãy cho biết cái đặc điểm cái đường truyền từ S đến Y trong không khí đó là đường gì thì các bạn đây chúng ta chỉ thấy từ S đến Y thôi nha đó các bạn thấy từ S đến Y nó cùng nằm trên một đường thẳng đúng không ạ? Mà các bạn thấy rằng là hai điểm với hai điểm bất kỳ thì chúng ta đều có gì? Đều có một đường thẳng. Nối hai điểm bất kỳ đều có một đường thẳng ở trong toán học rồi. Vậy thì các bạn thấy từ S đến Y ở đây là một đường thẳng. Đó, tương tự như vậy, từ Y đến K thì nó là ở trong nước đúng không? rồi ở trong nước thì các bạn cũng đặt thước đây, đó các bạn thấy rằng nó cũng là một đường thẳng từ Y đến K nối hai điểm bất kỳ đều cho ta một đường thẳng. Rồi bây giờ họ nói là từ S đến mặt phân cách rồi đến K thì cái điểm Y này này nó nằm ngay tại cái mặt phân cách giữa môi trường không khí và môi trường nước. Vậy tức là chúng ta sẽ đi khảo sát cái tia sáng S I, K Vậy các bạn nhìn cho cô Đó Cô để cái đường thẳng trùng Cô để cái một cạnh của thước trùng với cái tia sáng SI Thì các bạn thấy rằng là uh, Cái điểm K này của cô nó không nằm trên cái cạnh của thước đúng không? Đó Nếu như cô để trùng với tia IK này Đó Cạnh của thước trùng với tia IK Thì các bạn thấy điểm S lại không trùng với một cạnh của thước, đúng không. vậy thì các bạn thấy rằng là ba điểm s I, k này nó không thẳng hàng, đó, nó không thẳng hàng. vậy thì cái tia sáng từ s đến i đến k này, hay cũng chính là từ s đến mặt phân cách rồi đến k này, các bạn thấy là, là, nó không nằm trên một đường thẳng, hay là chúng ta sẽ gọi nó là gì ạ đường gấp khúc hay là gì ạ gãy khúc đều được các bạn nhé, đó. Vậy thì các bạn ghi cho cô từ s đến mặt phân cách rồi đến k là đường gấp khúc. đó. Như vậy là ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta vận dụng cái kiến thức toán học khá là nhiều đúng ừ. không? đó mà chúng ta uh, chỉ cần dựa vào như vậy là chúng ta đã nêu được cái đặc điểm của uh, tia sáng truyền rồi, đó. Vậy thì từ đây người ta đưa ra kết luận cho chúng ta như sau. Ở phần 2 nhỏ kết luận đây. Là tia sáng truyền từ không khí sang nước, tức là truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường hiện tượng đó gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng đó vậy thì từ bây giờ trở đi nhé các bạn thấy khi mà tia sáng này truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác và nó bị gãy khúc thì chúng ta sẽ gọi tên hiện tượng đó luôn cho cô đó chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng đó vậy thì uh, chúng ta đã hiểu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì rồi này bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần một vài khái niệm một vài khái niệm trên hình 40.2 vẫn là ở trên hình 40.2 thôi đó vậy thì các bạn có thể nhìn cho cô nhé ở đây người ta nói rằng y là điểm tới si là tia tới đây y ở đây chính là điểm tới tia sáng si ở đây chính là tia tới ik là tia khúc xạ ik đây là tia khúc xạ đường n n phẩy đây là uh, cái đường vuông góc với gì mặt phân cách mặt phân cách chúng ta có mặt phân cách pq này đây. đó vậy nn phải để vuông góc với pq người ta gọi nn phải là pháp tuyến tại điểm tới điểm tới đây là điểm y Được trên nào các bạn rồi nhá góc sin là góc tới và ký hiệu là y đó sin đây được gọi là góc tới và ký hiệu là y nhỏ ký hiệu là góc y nhỉ. KIN' là góc khúc xạ. KIN' là góc khúc xạ và được ký hiệu là góc r. ER. Đó. Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN' gọi là mặt phẳng tới. Đây mặt phẳng nhá, chứa SI này và NN' này thì nó được gọi là mặt phẳng tới thì các bạn thấy ờ uh, nó sẽ chính là cái mặt phẳng giấy này của chúng ta này đó mặt phẳng thẳng đứng mặt phẳng giấy này của chúng ta luôn đó các bạn thấy nó nằm ở trong mặt trong cái tờ giấy này của chúng ta đúng không nào đó vậy thì cái tờ giấy này của chúng ta này cũng được gọi là mặt phẳng tới đó bởi vì là cái tờ giấy này của chúng ta nó chứa gì nó chứa si và nó chứa nn này nó mặt phẳng cả cái mặt phẳng giấy này luôn là mặt phẳng tới các bạn nhé, đó vì là nó nằm trong cái uh, cái mặt phẳng giấy này của chúng ta và người ta gọi nó là làm mặt phẳng tới. Đó. Đấy là một vài cái khái niệm mà các bạn cần chú ý cho cô khi mà chúng ta uh, uh, vẽ hình minh họa cho cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vậy thì bây giờ nào chúng ta sẽ cùng nhau sang phần 4 nhỏ là thí nghiệm. Quan sát đường truyền của một tia sáng từ không khí sang nước, bố trí thí nghiệm ở trong hình 40.2. Nhúng thẳng đứng một phần của miếng gỗ phẳng vào trong cốc nước. Chiếu tia sáng là là trên mặt miếng gỗ tới mặt phân cách PQ tại điểm I. Hãy cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không? Và góc tới và góc khúc xạ góc nào lớn hơn? Đó. Đây, <laughs> vậy các bạn đây, quan sát cho cô, đây chính là một cái miếng gỗ này, đó, một miếng gỗ phẳng. Đây, các bạn quan sát được chưa? Đó, cái màu mà xám xi si tơn này này, đó, đó chính là cái miếng gỗ phẳng. Người ta đã cho vào bên trong cái, cái này gọi là cái, cái, cái bể nước, đúng không ạ, bên trong bể nước. Và người ta chiếu tia sáng là là trên miếng gỗ, chính là cái chiếu tia sáng SI đây này, này, đó, là là trên miếng gỗ này và đi qua cái mặt phân cách PQ tại cái điểm Y này. Và người ta hỏi là tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không? Thì các bạn giờ khi mà chúng ta làm thí nghiệm ấy thì chúng ta thấy rằng cái tia IK này này nó cũng nằm là là ở trên cái mặt phẳng miếng gỗ này. Đó. Thế thì tia SI này cũng nằm là là trên mặt phẳng miếng gỗ. IK cũng nằm là là trên mặt phẳng miếng gỗ. Vậy thì cả SI cả IK cùng nằm trên cái miếng gỗ này đúng không ạ? Và cái miếng gỗ này là mặt phẳng tới. Đó, vậy thì chúng ta kết luận rằng tia IK có nằm trong mặt phẳng tới. Vậy thì chúng ta trả lời câu C1 IK chính là tia khúc xạ đúng không ạ? Là tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. nó để nhận biết được rằng là tia K hay là bất kỳ bộ tia nào nó có nằm trong mặt phẳng tới hay không thì tức là nó hiện ngay ở trên cái cái mặt phẳng đó, mà chúng ta đang hứng ấy thì là nó cùng nằm trên cái mặt phẳng tới đó chúng ta hứng được nó thì tức là cái mặt phẳng hứng đấy là mặt phẳng tới các bạn nhé rồi tiếp theo góc tới và góc khúc xạ góc nào lớn hơn chúng ta đã biết góc tới là góc y đây rồi góc khúc xạ là góc r đây rồi muốn biết nó lớn hơn hay nhỏ hơn thì một là các bạn có thể dùng thước đo độ cho cô hai là nếu như bạn nào không có thước đo độ chúng ta sử dụng cho cô cái thước kẻ này cũng được nhá thước kẻ này nếu như tia si ở đây chúng được chưa ạ đó cô để trùng một cạnh tia si đây theo tính chất của tia sáng thì nó phải gì nó phải truyền thẳng đúng không ạ đó nó phải truyền thẳng nó phải truyền thẳng đây cô kéo nhá cô kéo nó truyền thẳng nếu như nó truyền thẳng thì nó sẽ tạo được hai cái góc đối đỉnh đúng không ạ đó hai góc đối đỉnh là góc y này sẽ bằng góc này được chưa nào các ạ? đó thế nhưng mà cái tia YK này của chúng ta nó lại bị gì ạ nó lại bị lệch một góc nó lại bị lệch đi đó các bạn thấy nó bị lệch và cái góc này này nó mới là góc R à như vậy là các bạn thấy rằng cái cái góc R này nó nhỏ hơn so với góc Y đúng không ạ đó hay là chúng ta trả lời là góc tới lớn hơn góc khúc xạ hoặc chúng ta trả lời là góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới đều được góc khúc xạ do tia khúc xạ lệch xuống dưới lệch xuống dưới phương của tia tới đó theo như bình thường thì cái tia sáng SI là tia tới đúng không ạ nó truyền thẳng thì nó truyền thẳng đó thì chúng ta sẽ được một tia sáng truyền thẳng nhưng khi đi qua mặt phân cách nó lại bị lệch xuống phía dưới của tia tới một góc đó, nó tạo ra thành góc gì? Góc khúc xạ được chưa nào các bạn? Rồi. Như vậy chúng ta trả lời xong câu C1. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang câu C2. Câu C2 người ta yêu cầu chúng ta là hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra xem những nhận xét trên có còn đúng khi thay đổi góc tới hay không thì ở nhận xét trên của chúng ta vừa rồi đó là tia khúc xạ thì nằm trong mặt phẳng tới, còn góc tới thì lớn hơn góc khúc xạ đúng không nào? Đó. Vậy thì uh, các bạn có thể thực hiện cái thí nghiệm tiếp theo của cái thí nghiệm ở hình 40.2 này của chúng ta này, đó. Thì khi uh, các bạn uh, làm thí nghiệm này thì các bạn hãy sử dụng thước đo độ cho cô này Các bạn đo giả sử như là góc tới y này của các bạn đang là góc 30 độ Thì các bạn bây giờ sẽ thay đổi cái góc tới này đi cho cô Chúng ta sẽ để 15 độ, 20 độ, 35 độ, 40 độ Đó, khi chúng ta uh, chiếu từ ngoài không khí qua mặt phân cách và xuống nước này, nó với những cái góc khác nhau thì chúng ta cũng sẽ thu được góc khúc xạ khác nhau và khi góc khúc xạ đó chúng ta thu được thì đều nhỏ hơn góc tới và chúng ta vẫn thu được cái kết luận đó là tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và góc tới lớn hơn góc khúc xạ hoặc là các bạn làm ở trên lớp ý thì các bạn sẽ được giáo viên cho chúng ta làm cái thí nghiệm đó là giáo viên sẽ uh, sử dụng cái mặt phẳng bảng của chúng ta làm cái mặt phẳng tới sau đó thì sẽ để cái uh, hình bán nguyệt thủy tinh thủy tinh hoặc là nhựa hình bán nguyệt uh, lên trên bảng và giáo viên sẽ chiếu tia laser truyền từ không khí vào cái bán nguyệt bằng thủy tinh hoặc bằng nhựa đó và chúng ta sẽ nhìn được cái đường truyền của tia sáng khi đi từ không khí qua tấm nhựa đó tấm nhựa tấm thủy tinh đó thì chúng ta sẽ uh, đo và đọc được cái góc khúc xạ và góc tới và chúng ta thấy được rằng cái tia tới và tia khúc xạ thì nó đều nằm trên cái mặt phẳng bảng đó mặt phẳng bảng của chúng ta đều hứng được thì như vậy là kết luận rằng cả tia tới và tia khúc xạ thì đều nằm trong cái mặt phẳng tới đó hoặc là trong cái uh, vì dịch covid các bạn không được là học ở trực tiếp ở trên lớp thì các bạn uh, khi mà học qua bao ờ uh, học qua zoom thì hầu như giáo viên cũng đều sẽ tìm những cái thí nghiệm để cho chúng ta thấy được rằng uh, cái kết luận những cái nhận xét là tia khúc xạ và tia tới thì sẽ nằm trong mặt phẳng tới và góc tới thì luôn lớn hơn góc khúc xạ khi mà chúng ta chiếu từ môi trường không khí qua môi trường nước đó vậy thì đấy là cái phần câu C2 nhá cô sẽ nói cho các bạn biết như vậy đó thì người ta yêu cầu chúng ta là đề xuất phương án và hỏi xem những cái kết luận đấy còn đúng hay không đó thì những cái kết luận đấy là còn đúng nhá và ở phần 5 này chúng ta có kết luận các bạn chú ý cho cô là khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới. Ở câu C3 này người ta yêu cầu là hãy thể luận à, hãy thể hiện kết luận trên bằng hình vẽ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ cái phần kết luận đó nhá. Đó. Đầu tiên này, các bạn muốn vẽ được thì các bạn hãy vẽ cho cô cái mặt phẳng phân cách ra. Đó chúng ta vẽ cho cô cái mặt phần phân cách như thế này rồi đó thì ở đây sẽ là không khí còn đây là nước được chưa nào rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, vẽ tia tới đây đó. tia tới sẽ chiếu xuống cái mặt phân cách này và chúng ta thể hiện cho cô mũi tên là cái đường truyền của tia sáng s này tại cái điểm tới này sẽ là điểm Y được chưa ạ đó vậy thì các bạn hãy vẽ cho cô cái tia pháp cái cái đường pháp tuyến đường pháp tuyến này thì chúng ta sẽ kẻ nét đứt cho cô đó để với chỉ với mục đích là gì chúng ta xác định được góc tới y được chưa ạ sau đó thì uh, chúng ta sẽ vẽ cái góc khúc xạ nó nhỏ hơn cái góc tới y này đó. bằng cách là các bạn vẽ nó lệch về phương xuống một chút thì chúng ta vẽ đường truyền cho cô đường truyền của tia sáng và thường thì người ta sẽ gọi nó là tia IR đúng không ạ? Đó, chúng ta có tia tới là SI và tia khúc xạ là IR và cái góc khúc xạ này này là góc điện, góc R. Chúng ta có góc tới I lớn hơn góc khúc xạ R. Đó. Và tia SI này, tia IR này và cái đường pháp tuyến NN' này thì đều nằm trong gì ạ? mặt phẳng tới. Đó. Vậy đây là hình vẽ thể hiện cái kết luận ở phần 5 đó được chưa nào các bạn rồi nhá vậy chúng ta thấy rằng là vẽ cũng rất là dễ dàng thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần 2 la mã sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí à vừa nãy chúng ta xét tia sáng đi từ không khí sang nước bây giờ chúng ta xét ngược lại từ nước sang không khí thì chúng ta sẽ xem cái đường truyền của tia sáng nó có thay đổi hay không nhá Phần một nhỏ là dự đoán kết luận trên có còn đúng trong trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí hay không? Đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó. đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải đề xuất một phương án để kiểm tra lại cái thí nghiệm này đúng không nào? Đó. Nào, bây giờ. Chúng ta có cái mặt phân cách ở đây Nhưng ở trên này là nước Ở phần phía dưới này là không khí Đó Chúng ta vẫn chiếu một tia tới Từ không khí xuống nước Vẫn là tia tới SI Đó, vậy thì theo các bạn Khi mà từ nước sang không khí Thì tia sáng có bị lệch khúc Và để tạo ra góc tới y lớn hơn góc khúc xạ R hay không đó. Thì chúng ta sẽ cần phải đi kiểm chứng cái điều này Vậy để kiểm tra kết luận thì cô sẽ gợi ý cho các bạn một trong những các cái cách sau đây để chúng ta có thể uh, kiểm tra được cái kết luận đấy là đúng hay sai nhá. Đó, thì cô sẽ đưa ra cho các bạn một số cái phương án thí nghiệm này. Cách 1 là chúng ta sẽ chiếu tia sáng bằng cách đặt nguồn sáng ở đáy bình nước đó vậy khi chúng ta đặt cái nguồn sáng ở đáy bình nước thì tức là chúng ta đã có gì ạ có tia sáng chiếu từ nước ra ra không khí rồi tiếp theo cách hai này đó cách hai là chúng ta có thể để đáy bình nước lệch ra khỏi mặt bàn và chúng ta sẽ đặt nguồn sáng ở ngoài bình chiếu một tia sáng qua đáy bình vào nước rồi sang không khí Đó, vậy các bạn có thể thực hiện một trong hai cách này để chúng ta kiểm tra xem cái đường truyền của tia sáng đi từ nước sang không khí thì như thế nào. Đó, và khi chúng ta làm uh, cái thí nghiệm này thì chúng ta sẽ thấy, đó, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không còn đúng như cái kết luận ở, ở phía trên là góc tới lớn hơn góc khúc xạ nữa mà lúc này chúng ta sẽ thấy là góc khúc xạ lớn hơn góc tới đó vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy được rằng là nó khi mà tia sáng truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ sẽ lớn hơn góc tới vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang phần hai nhỏ thí nghiệm kiểm tra nhé phần hai nhỏ thí nghiệm kiểm tra ở đây người ta đưa ra cho chúng ta là sử dụng phương pháp che khuất sau để vẽ được đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí. A là người ta sẽ bố trí thí nghiệm như hình 40.3, trong đó A A đây và B đây là vị trí cắm hai đinh kim trên phần miếng gỗ nhúng ở trong nước. Này, đây là cái phần miếng gỗ của chúng ta này được nhúng ở trong nước này và người ta đã cắm hai cái đinh kim A ở phía uh, của tấm gỗ gần sát đáy của bình nước và ở tấm b này là ở ngay cái mặt phân cách giữa gì ạ? Uh, giữa nước và không khí đó ý b là người ta yêu cầu chúng ta tìm vị trí đặt mắt để thấy đinh kim b che khuất đinh kim a đó thế thì bây giờ các bạn nào, quan sát trên hình cho cô này ở cái thí nghiệm trước chúng ta đã xét cái đường truyền của tia sáng khi đi từ không khí sang nước đúng không nào? Và các bạn thấy được rằng là à, khi tia sáng khi cái đường truyền của tia sáng từ S đến I này thì các bạn đã nhận xét nó là một đường thẳng đúng không ạ? À, và tiếp theo thì các bạn xét cho cô cái đường đường truyền của tia sáng ở trong nước từ I đến R ở đây cũng là một đường thẳng đúng không? Rồi. Thế thì từ cái phần nhận xét đó này, các bạn thấy B và A ở đây cùng nằm trên một đường thẳng ở trong nước đúng không nào? Đó. Vì B và A ở trong nước này và chúng ta thấy được rằng là với hai điểm bất kỳ thì chúng ta đều đều kẻ một đường thẳng. Đó. Vậy thì chúng ta biết được rằng đường truyền từ A đến B này này nó sẽ là một đường thẳng. Đó, một đường thẳng. Thế thì bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là đặt mắt ở đâu để chúng ta thấy cái đinh ghim b che khuất đinh ghim a có nghĩa là chúng ta phải đặt mắt ở ngoài không khí này này đúng không chúng ta nhìn thấy b nhưng không nhìn thấy a đó thế thì ở cái phần đường truyền từ không khí sang nước các bạn thấy đường truyền của tia sáng nó bị gãy khúc rồi đúng không ạ thế thì uh, chúng ta sẽ thấy rằng có lẽ khi mà tia sáng truyền từ nước sang không khí thì nó cũng sẽ bị gãy khúc thế nó gãy khúc về bên này hay nó gãy khúc về bên này đúng không ạ vậy thì chúng ta sẽ uh, thử đặt mắt ở bên này và thử đặt mắt ở bên này đó thì qua hai cách đặt mắt uh, cô thấy rằng đó, và các bạn cũng sẽ thấy thôi là chúng ta đặt mắt ở bên này thì chúng ta sẽ chỉ thấy B mà chúng ta không thấy A bởi vì là đường truyền của tia sáng từ B đến mắt đã che khuất đường truyền tia sáng từ A đến đến mắt đó vậy thì khi đó này chúng ta sẽ thấy đây chúng ta đặt mắt ở đây đó chúng ta đặt mắt ở đây thì cái đường truyền của tia sáng này từ b đến mắt này này đó thì chúng ta nhìn thấy b nhưng từ a không truyền đến b đó và chúng ta chỉ nhìn thấy đinh b thôi và chúng người ta yêu cầu chúng ta là đưa đinh kim c tới vị trí sao cho nó che khuất đồng thời cả a và b đó chúng ta nhìn thấy một vật khi mà có tia sáng từ vật đó truyền đến mắt ta chúng ta nhìn thấy b khi mà có tia sáng từ b truyền đến mắt ta đúng không ạ còn chúng ta không nhìn thấy a do tia sáng từ a không truyền đến được tới mắt của chúng ta vậy bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là đặt ghim c ở tại vị trí sao cho nó che khuất cái đường truyền tia sáng từ b đến mắt vậy thì từ b đến mắt nó chiếu theo đường này đúng không vậy chúng ta sẽ đặt c ở trên cái đường truyền đó. đó thì từ c này này chiếu đến mắt của chúng ta rồi tia sáng từ c chiếu đến mắt của chúng ta và nó che khuất cái tia sáng từ b đến đến c đó ừ, từ b đến mắt nên là mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy c thôi đó vậy thì các bạn thấy b và c ở đây cùng nằm trên một đường thẳng hai điểm bất kỳ nối với nhau thì chúng ta sẽ có một đường thẳng đó vậy b c ở đây là cùng nằm trên một đường thẳng nên đường truyền từ c đến mắt của chúng ta đã che khuất đường truyền của b tiếp theo từ a đến b b với a này này nó cùng nằm trên một đường thẳng ở trong môi trường nước này nên là đường truyền ánh sáng từ b đến mắt của chúng ta che khuất đường truyền ánh sáng từ a đến đến mắt đó vậy thì ở trong cái phần này này chúng ta tư duy theo cái phần trước có nghĩa là gì ạ tia sáng mà đi từ không khí sang nước nó bị gãy khúc rồi vậy thì tia sáng mà đi từ nước sang không khí nó cũng sẽ bị gãy khúc và chúng ta chỉ đi kiểm tra xem mà nó gãy khúc uh, uh, về phía nào thôi đúng không ạ? Nó tạo ra góc khúc xạ lớn hơn góc tới hay là góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới đó, chúng ta chỉ đi kiểm nghiệm cái vấn đề đấy thôi. Và uh, qua cái phần thí nghiệm kiểm tra thì chúng ta thấy được cái đường truyền ánh sáng ABC đây. Đó. Và ở câu C5 này thì người ta yêu cầu chúng ta là hãy chứng minh rằng đường nối các vị trí của ba đinh kim ABC là đường truyền của tia sáng từ đinh kim A tới mắt. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lập luận như sau. Đầu tiên là mắt chỉ nhìn thấy A khi mà tia sáng từ A đến um, phát ra uh, truyền đến được mắt của chúng ta đúng không ạ? mắt ta chỉ nhìn thấy a à khi ánh sáng từ a à phát ra truyền được đến mắt Đó. tiếp theo khi mắt chỉ nhìn thấy b mà không thấy a nghĩa là ánh sáng từ a phát ra đã bị B che khuất. Không đến được mắt. Đó. Tiếp theo này chúng ta lập luận. Khi mắt chỉ nhìn thấy C, mà không thấy AB. Nghĩa là ánh sáng từ AB phát ra đã bị C che khuất. không đến được mắt đó tiếp theo này khi bỏ b c đi thì ta lại nhìn thấy a đó đây này tức là chúng ta vẫn đặt mắt ở đây chúng ta bỏ b và bỏ c đi thì chúng ta nhìn thấy a khi mà chúng ta đặt mắt ở vị trí này đó nghĩa là ánh sáng từ a phát ra đã truyền qua nước và không khí. Đến mắt ta. Đó. Vậy thì với bốn ý lập luận này chúng ta đưa ra, đó thì chúng ta thấy được rằng cái đường biểu diễn uh, cái 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 đường nối ba vị trí suy ra đường nối ba vị trí A, B, C đó, là đường biểu diễn, đường truyền của tia sáng. Cô viết tắt nhé, đường truyền tia sáng. Đó, chúng ta nên lập luận chặt chẽ như thế này. Đó, thì uh, chúng ta và người khác mới có thể hiểu được đây chính là cái đường truyền của tia sáng khi đi từ nước sang không khí. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong được câu C5 rồi. Câu C6 người ta yêu cầu chúng ta là hãy nhận xét đường truyền của tia sáng và chỉ ra điểm tới, tia tới, tia khúc xạ và uh, vẽ pháp tuyến tại điểm tới, so sánh độ lớn góc khúc xạ và góc tới. Đó. Thế thì cô đã vẽ lại cho các bạn đây để chúng ta có thể dễ dàng quan sát. Thì ở đây các bạn cũng thấy rằng là đường truyền của tia sáng đi từ nước sang không khí thì nó cũng bị bị khúc xạ hay là bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa nước và không khí đó vậy đầu tiên các bạn nhận xét điều đó cho cô là đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí bị khúc xạ tại mặt phân cách giữa nước và không khí đó rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chỉ ra điểm tới này tia tới này đúng không ạ đó thì các bạn thấy cái điểm tới nó sẽ là cái điểm nằm ở trên mặt phân cách đây đây chính là mặt phân cách. Vậy thì chúng ta sẽ có điểm tới chính là điểm B, đúng không ạ? B là điểm tới. Đó. Tia tới là tia nào ạ? À, chúng ta thấy là truyền từ nước sang không khí này. Và các bạn nhìn cái mũi tên đường truyền của cô này. Vậy thì tia tới ở đây là tia tia AB. AB là tia tới và tia BC BC này sẽ là tia khúc xạ đó vậy khi chúng ta đã xác định được tia tới và tia khúc xạ rồi thì bây giờ chúng ta hãy đi xác định góc tới và góc khúc xạ cho cô vậy thì để xác định được góc tới và góc khúc xạ thì chúng ta sẽ vẽ thêm cho cô Đường pháp tuyến đúng không ạ đó, Các bạn vẽ thêm cho cô đường pháp tuyến N, N phải Được chưa Thì Tia tới hợp với Đường pháp tuyến thì sẽ tạo ra góc gì ạ Tạo ra góc tới và chúng ta ký hiệu là Y nhỏ Tia khúc xạ Hợp với đường pháp tuyến Thì chúng ta sẽ có gì ạ Góc khúc xạ và được ký hiệu là r đó vậy cái ký hiệu góc các bạn hãy ký hiệu khác nhau cho cô nhá đó vì hai góc này không bằng nhau nó không bằng nhau nên chúng ta sẽ ký hiệu góc là khác nhau vậy thì chúng ta có uh, cô chỉ thêm cho các bạn cái góc nhá là góc abn này à, sẽ là góc tới góc n phẩy bc n phẩy bc này là góc khúc xạ đó. và bây giờ chúng ta sẽ nhận xét về hai cái góc này cho cô này đó. thì bây giờ này các bạn thấy nếu như chúng ta kể thẳng từ a đến b này và theo cái đường truyền của cái cạnh thước này của cô đó thì góc r à, góc y góc y đối đỉnh ở đây đó, nó nhỏ nó đang nhỏ hơn so với cái góc khúc xạ r đúng không đó vậy thì khi mà cô đặt thước như thế này là các bạn thấy được rằng là cái góc khúc xạ và cái góc tới này thì góc khúc xạ nó đang lớn hơn lớn hơn góc tới đó vậy thì ở đây chúng ta nhận xét cho cô là góc khúc xạ lớn hơn góc tới đó vậy đây là câu trả lời câu câu c 6 các bạn nhé chúng ta có góc khúc xạ lớn hơn góc tới khi mà truyền từ môi trường nước sang môi trường không khí và bây giờ chúng ta sẽ sang phần ba nhỏ kết luận này khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và góc khúc xạ lớn hơn góc tới đó vậy các bạn thấy rằng là nó vẫn có điểm chung là tia khúc xạ vẫn nằm trong mặt phẳng tới chỉ có khác là góc khúc xạ lớn hơn góc tới thôi được chưa đó như vậy là qua cái phần bài học ngày hôm nay thì các bạn nhớ cho cô hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng và khi mà tia sáng truyền từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới và khi tia sáng truyền được từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn lớn hơn góc tới đó Vậy là chúng ta đã uh, biết được cái phần kiến thức này rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng làm cho cô phần ba La mã câu C7 và câu C8 nhá câu C7 này là người ta yêu cầu chúng ta hãy phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng đó Thế thì bây giờ uh, để phân biệt hai cái hiện tượng này các bạn hãy kể kể bảng cho cô nhé đó một cột là uh, hiện tượng phản xạ ánh sáng này một cột là tiếp theo đó là khúc xạ ánh sáng đó vậy các bạn còn nhớ cái hiện tượng phản xạ ánh sáng không ạ đó khi mà tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường tới đó vậy thì cô sẽ vẽ lại cho các bạn này xong rồi chúng ta sẽ nói này vẫn là gặp mặt phân cách giữa hai môi trường đúng không ạ đó vẫn là tia tới này tia tới si ở đây nhá tia tới si ở đây gặp mặt phân cách giữa hai môi trường đúng không ạ thì nó bị hắt lại hắt trở lại cái môi trường tới vậy nó đang ở phía bên trên này thì nó sẽ bị hắt trở lại phía bên trên chứ nó không thể nào mà chiếu xuống cái môi trường thứ hai này được các bạn nhá đó thế thì đây là tia tới đây là góc tới y này đó thì chúng ta sẽ kẻ eo cô nó bằng nhau Đó, cô hơi bị lệch góc một chút đó như vậy đây chúng ta có góc y phải đây là góc uh, y uh. chúng ta sẽ gọi là y gì nhỉ y g đi đó đó y g đi đây là hiện tượng phản xạ ánh sáng này thì chúng ta có là tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Bị hắt trở lại môi trường tới. Đó, à, mùi hắt trở lại môi trường tới và góc phản xạ dạ bằng góc tới. bằng góc tới tức là chúng ta có cái góc y phẩy nhỏ đấy bằng với góc y nhỏ như ở trên hình không ký hiệu thế bây giờ sang cái phần khúc xạ dạ ánh sáng này khúc xạ dạ ánh sáng của chúng ta là có tia tới đúng không ạ có tia tới cô giả sử đây là không khí đi đây là nước đi được chưa nào đó hoặc là nước và không khí nhưng mà cô vẽ em một một trường hợp thôi các bạn nhá. Nhưng là khi so sánh ý, thì chúng ta sẽ so sánh cái trường hợp tổng quát. Thì các bạn thấy là dù nước sang không khí hay là không khí sang nước thì tia sáng nó vẫn truyền qua, truyền qua môi trường đúng không ạ? Truyền qua cái mặt phân cách này. Đây là R. Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là đây cái cô kẻ này. Đó, cô kẻ này để phân biệt ranh giới này chúng ta thấy là tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì bị gãy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai. Đó, nó bị gãy khúc tại mặt phân cách nhưng nó vẫn tiếp tục đi vào cái môi trường trong suốt thứ hai còn ở đây thì nó lại bị hắt trở lại ngay tại cái cái môi trường tới luôn đó nó mà chiếu từ không khí sang nước thì nó ở từ không khí chiếu đến đúng cái điểm tới y này nó hắt trở lại không khí luôn đó hoặc là môi trường nước thì nó sẽ hắt trở lại môi trường nước luôn nó không thể nào mà truyền qua cái môi trường thứ hai được còn ở đây thì nó truyền được qua môi trường thứ hai và có cái góc gì ạ góc khúc xạ và góc tới không bằng nhau chúng ta nhận xét là không bằng nhau vì không khí sang nước thì khác nhau là góc tới lớn hơn góc khúc xạ nhưng mà từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lại lớn hơn góc tới thế cho nên là chúng ta cho cô một cái câu tổng quát đó là góc khúc xạ không bằng góc tới không bằng góc tới đó như vậy là chúng ta phân biệt xong được uh, hiện tượng phản xạ ánh sáng và khúc xạ ánh sáng rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sang câu c 8 là người ta yêu cầu chúng ta giải thích hiện tượng nêu ra ở phần mở đầu ở phần mở đầu của chúng ta là uh, chúng ta có một chiếc đũa đúng không ạ đặt ở trong một cái bát đó, và người ta hỏi là chúng ta có nhìn thấy cái đầu dưới của đũa hay không đó vậy thì ở đây à chúng ta sẽ vẽ lại nhé Giả sử này, như chúng ta để đầu đũa như này. Đó, chúng ta để đầu đũa như này, đúng không ạ? Thì khi mà trong cái bát này của chúng ta chưa đổ nước thì nó là không khí đúng không ạ? Không khí hết. Đó, không khí hết. Thì các bạn đã biết được cái định luật truyền thẳng của ánh sáng ở lớp 7 của chúng ta rồi là tia sáng khi truyền trong cái môi trường trong suốt và đồng tính thì nó sẽ truyền theo một đường thẳng. Vậy thì khi chúng ta đặt mắt ở đây, đó, chúng ta đặt mắt ở đây thì tia sáng sẽ truyền theo đường thẳng đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chỉ nhìn thấy được cái đầu trên của đũa thôi mà chúng ta không nhìn thấy được cái đầu dưới, đầu dưới của đũa. Đó. Vậy thì đầu tiên là chúng ta nói cho cô là khi chưa đổ nước vào bát ta không nhìn thấy đầu dưới của chiếc đũa <laughs> vì vì trong không khí hay là trong môi trường trong suốt và đồng tính này đó, thì ánh sáng truyền theo đường thẳng đó, ánh sáng truyền theo đường thẳng nên à, cô gọi là điểm A đi điểm A, còn điểm đầu của đũa là điểm B đi, nên ánh sáng từ điểm a đến mắt bị dạng bị điểm b che khuất che khuất Hả? nên mắt ta chỉ nhìn thấy chỉ nhìn thấy b được chưa ạ? Đó. Đây, ánh sáng chỉ truyền theo một đường thẳng thôi, từ A đến mắt đây. Mà từ B đến mắt cũng theo cái đường đó. Nên là chúng ta chỉ nhìn thấy B thôi mà không nhìn thấy A. Đó. Bây giờ này, chúng ta sẽ chuyển sang cái hình vẽ của chiếc đũa ở đặt trong bát và chúng ta đổ nước vào nhá. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ giữ nguyên cái vị trí đặt mắt và đặt đũa đó này. Cô sẽ vẽ lại hình một chút nhé đây là mắt của chúng ta này đây là b này đây là a này và bây giờ môi trường này là môi trường nước còn đây là không khí Đó. thì khi giữ nguyên vị trí đặt mắt và đũa ta đổ nước vào vào bát tới một vị trí nào đó Đó. nước phải tới một cái vị trí nào đó thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được cái đầu a các bạn ạ chứ không phải là chỉ cần đổ ít nước và đã thấy đâu đúng không ạ chúng ta hầu như là phải đặt phải đổ nước phải gần đầy bát đấy các bạn ạ thì chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ được một vị trí nào đó ta lại nhìn thấy a Đó, vì sao này? Vì các bạn đã biết được rằng khi mà tia sáng, à khi mà chúng ta, à, đúng rồi, khi mà tia sáng truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước thì nó bị gãy khúc đúng không nè Đó, bị gãy khúc. Vậy thì bây giờ à, các bạn thấy này, chúng ta muốn nhìn thấy A thì tia sáng từ A phải đến mắt của chúng ta đúng không? Vậy tia sáng này, giả sử là đến điểm tới Y đây, tia sáng truyền từ A đến Y đây được chưa ạ? Thì nó bị gãy khúc tại môi trường này, bị gãy khúc tại cái mặt phần canh này. Đó. Thì nó sẽ chiếu đến đến mắt của chúng ta đây. Và các bạn đã biết được là khi mà tia sáng truyền từ nước sang không khí thì góc tới y của chúng ta nhỏ hơn góc khúc xạ R đúng không? Góc khúc xạ R lớn hơn góc tới y Đó. Ở cái phần kết luận chúng ta đã biết được rằng rồi, biết được như thế rồi. Thế thì chúng ta có thể dễ dàng vẽ được cái đường truyền từ a đến mắt của chúng ta vì đường truyền của tia sáng từ a đến mắt của chúng ta sẽ bị gãy khúc tại cái mặt phân cách giữa hai môi trường không khí và nước và như vậy là có ánh sáng truyền từ a đến mắt của chúng ta đó vậy thì hình vẽ cho thấy là có tia sáng từ A đến mắt do gì ạ? Do bị khúc xạ ánh sáng. Giữa mặt phân cách hai môi trường. hai môi trường nước và không khí. Đó, nên là chúng ta nhìn thấy được đầu dưới của A, đó. Chỉ các bạn chú ý cho cô một điều, đó là chúng ta nhìn thấy cái đầu dưới của A nhưng nó lại không phải là cái hình ảnh thật, đó mà mà nó chỉ là cái hình ảnh ảnh ảo của a thôi đó thực ra người quan sát cô Viên tắt không nhìn thấy được đầu nữa được uh, đầu đầu dưới nữa mà nhìn thấy ảnh của nó thôi ảnh của đũa thông qua cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng này. đó vậy các bạn chú ý cho cô nhé, không phải là chúng ta nhìn thấy cái ảnh thật của đầu đũa mà chúng ta chỉ nhìn thấy cái ảnh ảo của đầu đũa thôi. vậy thì đấy cũng chính là cái phần có thể em chưa biết ở đây. đó nếu ai không biết hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì họ thường ước lượng nhầm độ sâu của nước Các em nhỏ cần lưu ý khi tập bơi Vì qua con mắt của chúng ta đáy hồ ao sông ngòi suối bể chứa nước Hình như nông hơn gần 1 phần 3 độ sâu thực của nó Nếu tin vào độ sâu nhìn thấy đó có thể sẽ gặp nguy hiểm Đó như vậy là các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta nhìn từ uh, từ trên xuống dưới bể nước này chúng ta cảm giác là hình như là đáy của bể nước đó rất là nông đúng không và chúng ta nhảy xuống như vậy là rất là nguy hiểm đấy các bạn ạ. Vì đó cũng chính là cái hiện tượng khúc xạ mà chúng ta nhìn thấy. Tia sáng khi truyền từ môi trường không khí xuống nước, chính là bể bơi của chúng ta nó đã bị xảy ra cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng và làm cho chúng ta nhìn thấy các vật ở dưới đáy hồ nước nó đấy chính là những cái ảnh của của vật ở dưới hồ nước thôi và nó đã được nâng lên một độ cao khác so với cái độ cao thật của nó rồi vậy thì các bạn chú ý cho cô nhé khi mà chúng ta đã học cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng này rồi thì chúng ta sẽ nhận biết được cho cô các cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng của thực tế này. Đó và chúng ta tránh nguy hiểm khi mà chúng ta đi tập bơi và tưởng rằng hồ bơi của chúng ta là nông nhá. Rồi, vậy thì chúng ta đã cùng nhau học xong bài học ngày hôm nay rồi. Các bạn còn có câu hỏi gì thắc mắc thì hãy comment cho cô ở dưới video này nhá. Cô sẽ là người giải đáp các thắc mắc cho các bạn. Đó, các bạn hãy like và đăng ký kênh của Việt Sách. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách